Rồi, ok chào mừng nhá. Thì hôm nay thì mình mới có nhận được một cái con máy thiết kế Sam Wood nhá, phiên bản là cái phiên bản model 888M đây. Thì con này là một khách quen của chúng mình nhá. Thì khách báo con này là trong khi mà khách đang đang thay cái cò bóp này thì vô tình ấy thì nó bị chạm vô cái mini này, thì lúc này thì máy nó không kêu nữa. Tức là bóp cò thì nó không kêu nữa. Nó và thứ hai nữa là con này thì nó bị lỗi, tức là nó không cái mặt đồng hồ này thì nó không lên nhá, nó không lên. Và cái thứ ba nữa là con này thì khách báo là đi vùng nước ngọt tạp chất ấy, tức là ngọt đục tạp chất ấy thì nó bị ngắt máy. Nó khách báo là đi khoảng 2-3 cái thì tất nhiên là máy nó bị ngắt luôn, nó không chạy nữa. Rồi thì con này là con Sam Wood bản chính thức nhá, nó tức là cái bản là xịn ấy, chứ không phải là những cái con mà bản hàng nhái xong rồi nó in ra rồi nó kêu con đây là cái con Sam Wood nhá, không phải nhá. Con này là cái con này là cái con hàng xịn này, nó con hàng xịn này, nhìn cái mạch của nó và nhìn cái linh kiện nó thì biết là con này là con hàng xịn nhá, chứ phải là ba cái con nhái nhái mà nó ghi nó in lên cái Sam Wood đâu đó. Rồi và đây là cái bên trong của cái con Sam Wood 368M nhá. Nó rồi con này thì nó được chạy là 8 phép nhá, con này là con 8 phép chạy BF E42 nhá. Nó E42 đây, nó có logo của cái con Sam Wood này. Nó con này là con hàng chính hãng luôn, chứ không phải là ba cái con mà nó hàng tào lao xong in vô thôi. Con này là con hàng chính hãng nhá. Đó thì nó được dùng là 4 tụ nhá. 4 tụ đầu ra thì nó có thông số là 450V 100mm nhá. Nó 100mm. Và dùng mà 2 tụ băm, mỗi con là 5mm nhá. Mình thử tháo ra. Bây giờ ấy, thì khách báo con này thì nó không chạy. Bây giờ thì mình thử cặp tải và mình cho nó tải trực tiếp ở hai cái đầu, tức là hai cái đầu ra thứ cấp nép ấy. Thử thử xem là hai đầu ra thứ cấp ấy nó có áp không nhá. Nếu mà nó có áp, nếu mà nó có áp ấy thì là nó lối phần băm. Còn nếu mà nó không có áp ấy thì là nó lối cái phần bo dao động nhá. Ấy tức là nó lối cái phần công suất đấy. Đó. Nhà cái bình để mình thử nhá. Đó, rồi. Rồi, bây giờ mình thử lấy kéo để mình chạy bóp nhá, xem là nó sáng không nhá. Đó đây. Đó. Quạt chạy này, quạt chạy nhưng mà đèn không sáng nhá, đây. Đó, đèn không sáng này. Còn cái kia nó bị hư đồng hồ nhá, nó không sáng nhá. Đó, vậy là đèn không sáng này. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ thử tải cái bông đèn này ở hai cái đầu thứ cấp này xem mà nó sáng không nhá. Nếu như mà nó sáng ấy là nó hư phần băm, còn nếu như mà nó không sáng ấy là nó hư ở cái phần công suất nhá. Đó, rồi mình thử để cả tải nhá. Rồi thử này, đó rồi bỏ ra đó. Mình tải ở hai cái đầu thứ cấp này thì nó sáng. Bây giờ là mình thử tải ở hai cái đầu tụ nhá. Đây mình tải ở hai cái đầu tụ này để xem là nó sáng không nhá. Thì con này là nó dùng nhân áp nhá, nhân áp này. Rồi mình tải thử nhá. Rồi đó thì con này khi tải ở tụ ấy thì nó báo lỗi nhá, tức là nó báo quá tải. Rồi mình tải ở hai cái đầu tụ bên ngoài, tức là mình tải ở hai điểm nối tiếp nhá. Đây rồi đó thì nó cũng báo lỗi này, do là con này nó quá tải này đó, thì là nó bị lỗi phần băm nó. Thì mình kiểm tra thì lúc này thì mình có thay thử hai con SR mới vô thì nó vẫn không chạy, và xác định là cái con này nó không phải lỗi SR đó. Con này nó dùng hai SR nối tiếp nhé. Rồi thì con này lúc đầu là khách bảo là khách chạm cái tản nhiệt này, tức là chạm cái đầu có bóp này nó vô cái menu này thì nó không kêu nữa nó. Rồi thì lúc này là cái máy này thì nó dùng cái bo MCU để nó điều khiển tuần mạch nhé. Nó tức là nó điều khiển phần lái lái phét này, vật SR này và điều khiển chống quá tải nhá. Nó nói chung là nó điều khiển bằng cái bo MCU này, tức là băm này là băm SR nhưng mà nó không dùng mà DAC mà nó dùng mà điều khiển bằng bo lái này nó. Rồi thì mình cũng có dùng đồng hồ để mình kiểm tra cái phần áp, tức là cái phần điều khiển của cái bo của cái phần lái SR này. Thì đây đây này, cái chân mà nó kế cái chân không chì này, đây cái chân này đây. Đó, đây cái chân này này. Cái chân này tức là cái chân mà nó điều khiển cái SR này. Đó, thì cái chân này thì nó sẽ được đi về cái chân B đây. Nó được đi về cái chân B của cái con S8050 này. Đó. Rồi, còn là cái chân E của con này này thì nó được đi về âm nguồn nó. Còn là chân C thì nó được đi qua một cái con chở 0,6 kg và nó được đi về cái chân còn lại của cái cuộn lái này nó, cái cuộn lái SR này. Đó thì nó điều khiển tín hiệu thông qua cái con S8050 này, là con này đây. Thì mình có dùng đồng hồ rồi thì cái que đen đồng hồ ấy mình kẹp vào âm bình, còn cái que dương ấy thì mình đo cái xung này,
tức là mình đo cái tín hiệu ở trên này này thì nó không có điện áp, tức là nó không có xung ấy, thì là xác định ấy, là cái bo này này thì nó bị lỗi cái phần tín hiệu cấp cho cái con S này, cái con S00 này để mà nó, cái cấp cho cái con S8000 này để mà nó điều khiển xung cho cái con lái này nhé. Nó thì lúc này là cái phần mà nó bị cái phần mà nó cái chân mà nó điều khiển tín hiệu ấy thì nó không có tín hiệu, tức là nó không có app ấy, thì là cái bo này nó bị lỗi ở cái phần băm nhé. Nó thì mình cũng có liên hệ là khách rồi, thì mình bảo là nếu mà thay cái bo này ấy, thay nếu mà thay cái bo MCU này ấy, thì giá nó khoảng từ 3 cho đến là 400k nhé, nó khá là cao nó. Và nếu mà thay cái bo này ấy, nếu mà thay cái bo mới thì nó khá là phí, bởi vì là cái bo này nó vẫn nó chỉ bị lỗi phần băm thôi, còn cái phần mà nó điều khiển cái chung cho cái con phét này đó, và cái phần mà nó điều khiển cái, tức là nó điều khiển cái phần quá tải hoặc cái gì đó thì nó vẫn còn ngon, thì nếu mà thay nó khá là phí. Thì mình cũng bảo khách ấy là mình sẽ độ cho khách bằng cái bo mới, tức là mình không dùng lái băm bằng cái bo này nữa, mà mình sẽ dùng lái băm bằng cái bo băm cách ly này đó, cái bo băm cách ly này đó. Thứ nhất ấy là mình sẽ độ cái bo cách ly này vào cái con này đó. Thứ hai nữa là mình sẽ chuyển con này từ đánh nhân áp về đánh cầu, và thứ ba là mình sẽ thay đổi cái thông số tụ nguồn này và cái thông số tụ băm này cho nó hợp lý ở cái vùng nước nó ngọt độc tạp chất nhé. Đó. Đầu tiên ấy là mình sẽ tháo cái con S8050 ra đây. Và hiện tại là mình đã tháo cái con S8050 ra đó. Rồi tiếp theo ấy là mình đã ở đây này thì nó dùng là bốn con tụ, mỗi con là 100 mi nối tiếp nhé, nối tiếp. Thì bây giờ là mình sẽ phải dùng là hai con 100 mi nối tiếp, thì hai con trong này thì mình sẽ bỏ nhưng mà mình vẫn để trong đây để cho nhìn nó mạch nó đẹp hơn đấy. Thì mình chỉ cần đấy là mình sẽ dùng cái sợi dây đồng mình câu từ chân này đây, mình câu từ chân này cho đến cái chân này đó. Thì ở đây là mình đã câu cái chân này qua cái chân này nhá, đó, tức là mình câu liền nhau nhá, chân từ cái chân dương tụ bên này này, đây cái chân dương bên này này, mình câu qua chân âm bên này nhá, đó, tức là câu liền với nhau ấy. Đấy. Tiếp theo là mình cũng đã dùng kéo ấy, mình cắt đường này ra, đó, mình cắt cái đường từ cái đường điểm dưới này, mình cắt về cái đường này nhá, đó, đây, nó, mình cắt đường này ra nhá, cái đường là cái đường nhân áp ấy, nó mình cắt ra nhá. Tiếp theo là mình sẽ chuyển cái cầu diode nó về đánh cầu nhá, là mình sẽ câu cái điểm này, đó, cái điểm này thì mình sẽ câu về cái điểm của thứ cấp nhá, đó. Cái đường mà cái thứ cấp mà mình vừa cắt từ cái đường này đi ấy, đó, đây là cái điểm thứ cấp nhá. Đó, đây là điểm đầu này, còn đây là điểm cuối này, thì mình sẽ câu cái điểm này, mình sẽ câu về đây, đó, đây mình câu chung với nhau nhá. Mình câu từ điểm này, câu về đây. Và sau khi mình câu cái điểm mà này về cái điểm mà này ấy thì tiếp theo ấy là mình sẽ đây này, cái điểm mà của cái con diode nhá thì mình sẽ cắt đôi đi nhá. Đây, cái điểm này thì mình sẽ cắt đôi đi, mình cắt đôi đi. Sau đó mình sẽ câu cái điểm này chung với điểm này nhá, nó tức là cái điểm nó về âm nguồn đấy, nó về âm tụ ấy, tức là hai cái đầu đen diode ấy thì nó sẽ được chạy về âm tụ nhá. Nó thì mình cắt cái đường đi này, nó mình cắt cái đường đi, sau đó thì mình sẽ câu cái điểm này chung với điểm này nhá, tức là chung với lại âm tụ ấy. Mình cắt cái đường này này, đấy mình cắt cái đường đi thì mình sẽ câu cái điểm này chung với cái điểm mà này nhá, tức là hai đầu đen diode ấy mình câu chung nhau thì nó sẽ được đi về âm tụ nhá. Đây, nó đi về âm tụ đây, nó tiếp theo ấy là mình sẽ cắt cái đường này ra. Đây, mình cắt cái đường này ra này, nó cái đường này nhá, mình cắt cái đường này ra. Rồi, mình cắt cái đường này ra thì mình sẽ câu cái điểm này, mình câu về dương tụ nhá. Đây, mình câu về dương tụ đây. Cái điểm này này là cái điểm trắng diode nhá. Đây nó đây. Nó là cái con diode này này, diode trong này này. Đây, nó là cái con đây. Thì tức là cái vật trắng này, vật trắng thì nó phải đi về dương tụ nhá. Thì mình sẽ cắt cái đường ra đây. Mình sẽ cắt cái đường này ra. Sau đó mình sẽ câu cái điểm này, mình sẽ câu về dương tụ nhá. Đây mình câu về dương tụ đây. Sau khi mà mình cắt cái rồi. Và sau khi mà mình cắt cái đường ra nhá, mình cắt đường ra thì mình sẽ câu cái điểm này, mình câu cái điểm của cái con diode này, mình sẽ câu về dương tụ nhá. Đây mình câu về dương tụ đây. Rồi, sau khi mà xong ấy thì mình sẽ câu hai điểm chung này. Đây, mình câu hai cái điểm chung của con diode này, mình sẽ câu về điểm này nhé. Đấy, mình câu về điểm này, tức là sau khi mình câu cái điểm chung này nó về cái quận ở thứ cấp ấy, đó, thì lúc này là mình đã hoàn thành xong cách mà chuyển cầu diode ấy từ nhân áp về đánh cầu đó. Thì bây giờ là mình đã chuyển từ nhân áp này về đánh cầu này đó. Thì bây giờ là mình kẹp tải thử này, thì cái con này nó có chức năng là nó kiểm tra cái áp đầu ra này, đó, thì nếu mà không đạt thì nó sẽ tự động báo về cái bo xử lý để ngắt máy nhé. Đó, đây
mình thử kẹp cho mình xem là nó ngắt máy này. Đấy mình tải đèn nhá. Thì mình kẹp cò vô ấy, thì nó sẽ không chạy nhá, nó bảo vệ máy nó không chạy nhá. Đó, đây mình thử kẹp cò này. Đây nhá. Đó, thế là nghe cái tiếng nó tít cái là nó đang báo lỗi nhá, đây này. Đó, báo lỗi này. Đèn không sáng nhá, đây nhá. Đấy, đèn không hề sáng luôn. Thì là do cái con này ấy, thì nó có một cái đường hồ tiếp để nó báo lỗi về cái bo này. Đó, thì lúc này ấy, là mình phải cần fix lỗi đi, tức là mình sẽ vô hiệu hóa đi nhá. Bằng cách này, thì ở trên này này. Đây. Thì ở trên này là hai con ô tô này, đó. Đây. Thì ở trên này này là nó sẽ có hai cái con ô tô này, đây. Thì đây là bốn chân của cái con ô tô quang nhá. Thì mình chỉ cần ấy là mình hàn chập hai chân này với nhau. Đây. Mình chỉ cần là mình hàn chập chân này và chân này lại với nhau nhé. Thì lúc này là nó sẽ vô hiệu hóa cái con ô tô này. Thì cái mạch này nó sẽ không, tức là mạch này nó sẽ không ngắt máy nữa. Đó, là mình đã hàn hai cái chân của cái con ô tô này này. Thì mình hàn nó liền với nhau nhé. Đấy, mình hàn liền với nhau. Thì mình cho nó chập luôn ấy. Nó chập luôn thì nó sẽ bị vô hiệu hóa cái mạch này đi. Nó thì nó sẽ không báo lỗi nhé. Thì nó sẽ không báo lỗi nữa. Đây nhé. Hai chân này hàn chập với nhau này. Đó. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử tải em xem là nó còn báo lỗi không nhá. Đó, đây mình kẹp vô bình này. Đó. Rồi, mình thử kẹp coi xem là nó còn báo lỗi không nhá. Đây nhá, mình thử nhá. Đấy, đèn sáng nhá. Này. Đó. Đấy. Ok, sau khi mà mình fix cái lỗi mà nó báo lỗi ngắt máy xong ấy, tức là báo lỗi quá tải xong ấy, thì tiếp theo ấy là mình sẽ phải đổi cái con tua băm này nó về một con nhá. Đó. Thì ở đây là nó dùng là hai con 5 mi nhé, đây hai con 5 mi đó, đây nó dùng là hai con 5 mi nối tiếp nhé. Thì khi nối tiếp ấy thì nó còn là được là 2,5 mi đó, khi nối tiếp thì nó còn là 2,5 mi đó. Thì mình đánh ở vùng nước có ngọt tạp chất ấy thì mình phải cần cái dung lượng nó lớn hơn ấy, thì mình sẽ phải chuyển cái con này nó về một con. Thì ở đây này, thì khi mà chuyển ấy thì mình chỉ cần là mình đấu từ điểm này, tức là mình đấu thẳng cái con này ấy. Đây cái con bên ngoài này thì mình chỉ cần là mình đấu thẳng nhau nó, mình đấu thẳng cái con bên ngoài lại ấy, thì nó sẽ tự động là chuyển về một con nhé, tức là nó chỉ cần lúc này ấy, thì nó chỉ dùng một con. Thì sau khi mình đấu hai cái chân của cái con tụ bắn bên ngoài này này, đấy mình đấu liền với nhau, thì lúc này tiếp theo ấy là mình sẽ phải cắt cắt hai đường mạch ra đó. Thì mình sẽ cắt hai đường mạch cấp cái xung cho cái con SR này ấy. Thì đây nó thì chân thứ ba của con SR này thì mình sẽ được nó được chạy về cái quận của cái binet này, thì mình sẽ phải cắt ra nó, mình cắt cái đường ra nhá, nó cắt đường ra đây, bên đây thì mình cũng cắt cái đường ra nhá, nó cắt đường ra đây, mình sẽ nối cái chân nhất này, mình sẽ nối về cái điểm tụ nhá, nó đây chân nhất SR thứ hai này, nó đây đây là mình đang dùng con này nhá, mình đang dùng con này thì chân nhất này, chân nhất con này ấy, thì mình sẽ được nối về cái điểm còn lại của các con tụ nhá, nó tức là cái đầu ra dương ấy, tức là dương ra nó. Rồi ok. Thì tiếp theo ấy là dùng cho mình một cái dây thế này nè, dây này này. Đó. Sau đó sẽ câu chân 1 và chân 3 của con SR nhá. Đó. Rồi. Tiếp theo thì cũng dùng cái dây này và câu hai cái điểm nguồn 12V nhá, tức là âm này. Đây là, tức là điểm dương này và điểm âm 12V nhá. Đó. Âm dương 12V, tức là cái nguồn 12V đấy, đó. Trên bo thì nó ghi SR này. Thì cái jack này thì sẽ đấu vào jack này nhá. Đó, jack này này. Rồi. Còn cái điểm 12V này nó đây 12V này thì đây là nó ghi là cộng 12V này nó cộng 12V, thì cái cộng 12V này thì sẽ đấu vào dương nguồn, còn cái điểm còn lại thì sẽ đấu vào âm nguồn nhá, nó đây cộng thì đây nó cộng 12V thì đấu vào dương nguồn này, tức là cái điểm bên này này, cái chân bên này là đấu vào dương nguồn, còn trên bên này là đấu vào âm nguồn nhá, nó còn cái này là cái công tắc kéo chỉnh, tức là công tắc bật tắt chế độ chọn chung ấy. Đó, thì chỉ cần là đấu thêm một cái thì chỉ cần là đấu thêm một cái công tắc vào đây để mà bật tắt chế độ chỗ xung ấy nó, thì ở đây là mình sẽ dùng chung với là cái biến trở nhá, đây cái biến trở này thì biến trở nó có thể hợp sẵn cái công tắc trên này này nó đây nó rồi. Thì bây giờ là mình chỉ cần là mình sẽ dùng rồi, bây giờ là mình sẽ dùng biến trở rồi nhá, tức là mình sẽ không dùng trên mạch này nữa, tại vì là mình sẽ không dùng trên mạch này, tại vì là khi mình tại vì là mình gắn vào đây ấy, thì nó sẽ không vừa nhá, đấy nó sẽ không vừa, cho nên là mình sẽ tháo ra và mình sẽ câu dây nhé, đó mình sẽ câu dây để mình dùng cái biến trở rời nhé. Hiện tại là mình đã độ cái bo bao cách ly vô cái con máy Samut này nhé, nó
thì mình đã quay lại cái quá trình mà mình làm rồi. Anh em nên xem hết video để có thể làm, để mà có thể làm nó chính xác nhất nhá, chứ không anh em làm lỗi anh mà bằng là chia sẻ sai đấy. Đó, anh em nên xem hết video để mà làm nó chuẩn nhất nhé. Nó đây, đây là cái bộ bao cái ly này thì mình cũng đã bọc lại nhá, mình bọc lại cho nó an toàn này, chứ không mà để đây, chứ không mà để đây ấy, thì nó sẽ bị chập chẹm nhá. Nó mình bọc lại này, nó thì cho nó an toàn nhá. Thì dây thì mình cũng đi khá là gọn nhá, nó mình đi khá là gọn luôn cho nó an toàn nhá. Nó nói chung là mình làm thì khá là cẩn thận đó, để máy nó bền hơn này chứ nó không có nguy hiểm nhá. Nó đây mình cũng có lót tất cả đồng hàng này cho nó an toàn nhá. Dây thì mình cũng đã đi nó khá là gọn luôn, anh em nên làm cho nó gọn gàng nhá, để cho nó an toàn hơn nhá. Nó rồi mình kẹp vào bình nhá. Nó bây giờ thì nó cũng khá là khuya rồi, rồi nó bay báo rồi nhá. Đó, bây giờ thì mình sẽ thử chập cái bóp nhá. Đây thì ở đây là hai cái bóp đây, mình chập thử nhá. Đó, đó kêu nhá, máy kêu nhá. Đây, đó đây, đó máy kêu khá là hay luôn. Đây mình thử tăng cái tần số này, đây nhá, mình tăng này. Đó rồi mình thử thử lại nhá. Đó rồi mình thử tăng lên nhé, rồi thử lại nhé. Đó đó rồi bây giờ thì mình sẽ thử bật cái chế độ tụ xung nhé. Đây mình bật đây này, rồi thử lại nhé. Đó 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 thì anh em nên xem cái video để em có thể làm một cái máy này nó chuẩn nhất các. Ok.